Hello, chào các bạn. Đến video tiếp theo ngày hôm nay thì thầy sẽ viết phương trình hóa học của oxit tổng hợp nha các bạn. Tổng hợp các phương trình của oxit gồm có oxit axit và oxit bazơ. Bây giờ thì cái này thầy làm theo video của có một bạn hỏi thầy thì thầy cố gắng làm cho bằng đó bằng nó sắp kiểm tra. Thì phương trình hóa học á của oxit thì thầy đã có làm một cái video viết tổng hợp các phương trình rồi. Bây giờ thầy sẽ làm riêng lại nữa. Các bạn nhớ cho thầy nha, oxit bazơ của mình là oxit thường có hai nhầm thường có ba chữ cái này, chúng ta giờ nhìn thầy nè, natri nè, natri là NaO nè, ba chữ nè, MgO nè, CuO, BaO, FeO và K2O là đặc biệt ha, K2O là đặc biệt nè, nó có hai chữ thôi. Rồi tiếp, còn oxit axit là gì? Oxit axit là thường thường có hai chữ cái là SO nè, CO, SO, NO, BO, NO, ok chưa? Nha. Đó, cái chúng ta đầu tiên vô phân loại thì tác dụng cái gì? Hai này thì nó có cái phản ứng giống nhau, đầu tiên đều tác dụng được với nước, đều tác dụng với nước nha các bạn phải học thuộc. Rồi oxit bazơ sẽ tác dụng với oxit axit. Nha. Và oxit axit thì sẽ tác dụng với oxit bazơ đó, hai này tác qua tác lại. Rồi, oxit bazơ thì sẽ tác dụng với axit. Nha, như vậy là oxit bazơ sẽ tác dụng với axit, vậy axit của mình là có chữ H đứng đầu. H đứng đầu, có H đứng đầu là axit. Rồi ok. Còn oxit axit của mình sẽ tác dụng với dung dịch bazơ. À, dung dịch bazơ là những cái thằng như KOH, NaOH, BaOH tất hai lần. Cái nào mà có OH nha các bạn. Có OH là bazơ và phải tác dụng với dung dịch bazơ nha, chứ không tác dụng với thằng kết tủa. Xong ha. Đó. Thì thầy có làm cái video này rồi. Bây giờ thầy sẽ viết tất cả tổng hợp ra những cái phương trình mà hay có để cho các bạn nhớ, lỡ gặp thì chúng ta biết viết. Kể bao rồi, đầu tiên thầy sẽ xác định tên là oxit bazơ. Rồi, oxit bazơ ha, như vậy chúng ta nhớ cho thầy, chúng ta sẽ chia hai phe, một phe tác dụng với nước. Là nhớ đây là khi nào bạn cần ly. Đó. Khi chúng ta biết phương trình thì chỉ dùng ba này được rồi ha. Còn mấy cái thằng như Robidi hay CC thì chúng ta không có biết nữa. Rồi như vậy là mấy thằng trên nè. Mấy thằng trên chúng ta nhớ thầy là nó sẽ cộng được với nước. Nha, cộng được với nước, còn mấy thằng còn lại như là MgO, CuO, FeO, Fe2O, O3, ok. Chấm chấm nha. Rồi là không tác dụng. Kiểu chưa nè, không tác dụng với nước. Rồi bây giờ oxit bazơ mà tác dụng được với nước á, tính chất đầu tiên nè, các bạn coi lại bữa thầy chỉ nè, tác dụng được với nước. À, vậy tác dụng được với nước. Đầu tiên một oxit bazơ. Cộng với nước. Cộng với nước thì các bạn nhớ ha, viết cho thầy là năm cái phương trình này được rồi. K2O cộng với H2O ra KOH. Ok, rồi. Cân bằng này 2, chúng ta thêm 2 cho thầy. Rồi. Viết tiết kiệm đây, Na2O cộng với H2O. Chúng ta ra NaOH cho thầy. Ở đây có 2 Na, chúng ta thêm 2 cho thầy. Kịp không? Rồi BaO cộng với H2O, chúng ta ra BaOH tất cả hai lần. Rồi CaO cộng với H2O ra CaOH tất cả hai lần. Đó. 2 cộng H2O ra lithium hydroxit. Đó, cân bằng cho thầy, ở đây có 2 thêm 2. Rồi xong nha các bạn, tác dụng với nước là chỉ có 5 phương trình này hay gặp nhất thôi. Nha, tác dụng với nước là 5 phương trình hay gặp nhất. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua hai tác dụng với axit. À, axit là những cái thằng nào, những thằng nào có H đứng đầu, HN, HCl nè, H2SO4, HNO3. Ok ha. Vân 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 đó, ba này hay gặp nhất.
ba này hay gặp nhất nha. Rồi chúng ta viết như sau. Rồi chúng ta sẽ lấy thằng đầu tiên là K2O đi. K2O cộng với HCl, chúng ta sẽ ra là KCl cộng H2O. Ok, hai là cân bằng nè, cân bằng thì chỉ K2 ở đây 1 thêm 2, 2Cl ở đây 1 thêm 2, 2H2H đủ. Ok, rồi tiếp theo là Na2O cộng với H2N4 đi. Là chúng ta sẽ viết cho thầy Na đi với SO4 cho thầy, H đi với O. Chúng ta sẽ ra là Na2SO4 cộng H2O. Ok chưa? Rồi tiếp theo là ví dụ như là thầy cho BaO cộng với H2N4. Thì chúng ta lấy Ba đi với SO4 như thầy, H đi với O, ra 2O ha. Ba SO4 cộng H2O. Rồi tại sao tôi viết được hóa trị như vậy? Viết vậy cho tôi dùng hóa trị là Ba hóa trị 2, SO4 hóa trị 2, NaH trị 1, SO4 hóa trị 2. Chúng ta viết chéo qua. Ok nha, chúng ta bị viết được mấy cái công thức hóa học này đấy. Không biết thì mình coi lại video của thầy. Giờ thầy ví dụ, ví dụ như thằng Fe2O3 cộng với HNO3 đi. Rồi chúng ta sẽ ra là FeNO3 tất cả 3 lần cộng H2O. Nhớ cho thầy nha, Fe của mình là hóa trị 3, NO3 hóa trị 1, viết FeNO3 tất cả 3 lần. Rồi ta cân bằng là ở đây Fe2, ở đây mới 1 thêm 2. 2 nhân n là 6 nè. Chỗ này có 1n thêm 6 đây, 6h ở đây mới 2 thêm 3. Oxy nó tự đủ nha các bạn. Không tin thì các bạn đếm lại nhìn thầy. Xong, rồi tiếp theo ví dụ như thằng FeO tác dụng với thằng HCl đi. Nhớ nha, FeO tác dụng HCl thì chúng ta nhớ ở đây nó hóa trị 2 nè. 2 nha, như vậy mình sẽ ra là FeCl2 cộng H2O. Thầy, Cl2 này thêm 2 thầy là đủ nha. Nếu mà ở đây nó hóa trị 3, Fe2O3 cộng với HCl. Nhớ nha, chỗ này nó hóa trị 3 thì mình viết 3 lên cho thầy nha. Nó hóa trị 3 thì chỗ này chúng ta phải ra là FeCl3 cộng H2O. Nhiều bạn sai lắm, nhiều bạn đến giờ vẫn không biết viết được cái này nè. Này 3 thì chúng ta 1 FeCl3 rồi cân bằng thầy nè. Fe2 ở đây mới 1 thêm 2, 2 nhân 3 là 6, ở đây mới có 1 thêm 6, 6H ở đây 2 thêm 3, 3O đủ. Rồi ok nha nè các bạn. Rất đơn giản thôi, mấy cái phương trình này chúng ta viết tới viết lui thôi. Rồi để thầy viết thêm một số cái, ví dụ như là FeO tác dụng với H2SO4. Đây là loãng nha các bạn, thầy đang viết loãng đó. Rồi chúng ta sẽ ra Fe, chứ đặt nó ra tới sắc 3 đâu nha. Rồi loãng chúng ta thấy FeO ở đây hóa trị 2, chúng ta viết FeSO4 cộng H2O. Rồi ở đây là chúng ta là Fe2O3 cộng H2SO4. Nhớ thầy nha, ở đây hóa trị 2 thì chúng ta viết 2 với 2 gạch giống nhau, chúng ta gạch không viết nữa. Còn Fe đây là hóa trị 3 này, thì chúng ta sẽ ra là Fe2SO4 tất cả 3 lần nha. Fe hóa trị 3, SO4 hóa trị 2, tôi biết vậy. Rồi cộng H2O. Rồi xong, xong nha các bạn. Rồi 2, 3. Rồi bây giờ nó sẽ tác dụng với gì? Oxit bazơ tác dụng với nước, tác dụng với axit và sẽ tác dụng với oxit axit. Đây, oxit axit thì bữa thầy cũng chỉ mấy cái phương trình này nè. Đâu rồi, phương trình trên đây nè. Đó, các bạn coi lại giùm thầy nha, coi lại giùm thầy. Giờ thầy sẽ viết lại thôi. Viết lại. Thầy chỉ đưa ra cái hướng này thôi, còn các bạn phải viết thêm nhé. Mấy cái này thì các bạn phải viết đi viết lại, các bạn mới biết làm. Rồi bây giờ oxit bazơ tác dụng với axit. Oxit axit à.
Thì chúng ta nhớ này, ví dụ ta sẽ lấy là những bạn khi nào bạn gần ly nè nha, khi nào rồi cộng với SO2 chúng ta ra là K2CO3 chứ. Đó, Na2O cộng với CO2 thì chúng ta cũng ra là cộng vô cho thầy đó, Na2CO3. Dựa vào hóa trị các bạn ha, kali hóa trị 1, CO3 hóa trị 2. Nên chúng ta viết K2CO3, natri hóa trị 1, CO3 hóa trị 2, nó viết Na2CO3 ha. Ok chưa nè. Rồi tiếp theo ví dụ như là CaO cộng với CO2 thì chúng ta ra là CaCO3. Đó, cái cộng vô hết cho thầy như vậy. Thường thường là khi nào bạn cần ly nha các bạn ơi. Tác dụng với acid này nè. Rồi tác dụng với nước, mình nhắc lại nè, tác dụng được với nước chỉ có nhớ là khi nào bạn cần ly mới tác dụng. Ok. Và tác dụng với oxit acid cũng vậy luôn, là khi nào bạn cần ly luôn nha, chứ mấy thằng kia là không tác dụng ha. Rồi ví dụ như BaO cộng với SO2 chúng ta sẽ ra là BaSO3. Rồi ok nha các bạn ha. Như vậy là xong thằng oxit bazơ. Giờ thầy sẽ qua thằng oxit acid nữa, là mình sẽ biết viết các cái phương trình hay gặp. Rồi qua hình thứ hai là oxit acid. Rồi oxit acid thầy bữa thầy cũng đã làm những cái video rồi, các bạn coi lại coi, hôm nay thầy chỉ hướng dẫn lại cho các cái phương trình tổng hợp luôn. Đấy, H2O nè là có SO2 đó, oxit bazơ tương tự nha. Rồi dung dịch bazơ đó à, giờ thầy sẽ chỉ lại một lần nữa nhé. Rồi đầu tiên tác dụng với nước là mình sẽ nhớ thầy là hầu hết là sẽ tác dụng được với nước nha các bạn. Rồi oxit acid là những thằng nào mà thường thường có hai chữ cái, nhớ thầy SO2 nè, CO2, SO3, N2O5, B2O5, NO2, vân vân vân. Ok, rồi tác dụng với nước thì chúng ta biết sao? SO2 cộng với nước thì ra H2SO3 cho thầy, cộng lên cho thầy một nước nha. Rồi, SO3 cộng với H2O thì chúng ta sẽ ra gì? H2SO4. Kịp nha, vậy CO2 của mình cộng với nước ra gì? Ra là H2CO3. Kịp ha. Rồi N2O5 cộng với nước mình ra gì? HNO3 thầy. Nhớ thầy nha. Đây nè. Rồi cân bằng ở đây có 2N thêm 1N thêm 2. 2H 2H đủ, 5 cộng 1 ra 6 rồi đủ. Ok. Vậy B2O5 cộng H2O chúng ta sẽ ra là H3BO4. Rồi B2 đây, ở đây mới 2 nữa nên 1 thêm 2. 2 x 3 là 6 cho nên thêm 3 này. BO3O cộng 5O là 8 bằng 2 x 4 là 8. Ok ha. Đó, tác dụng với nước chúng ta cứ viết cộng vậy thầy. Hay gặp nhất rồi đó. Mấy cái này nè, hay gặp nhất rồi nha các bạn. Rồi nếu mà NO2, NO2 thì chúng ta có một cái phương trình có NO2 cộng với oxy nè, cộng với H2O thì mình mới ra được HNO3 thầy nha. Rồi, đây là cái phương trình ở trên lớp 11 nha các bạn. Lớp 11 này. Lớp 11 thì chúng ta sẽ học đó, NO2 tác dụng với oxy, tác dụng với nước ra HNO3. Ok ha. Rồi cân bằng giùm thầy ha. 4 4 2. Rồi xong. Chúng ta có gì thắc mắc cái này không nè? Cái này thì thầy hướng dẫn thêm những bạn nào học sinh giỏi thì các bạn phải biết viết nha. Học sinh giỏi phải biết viết. SO2 cộng nước ra H2O3. Ok ha, xong nha. Dạng bài này xong. Rồi tiếp.
tác dụng oxit bazơ rồi, rồi tác dụng với dung dịch bazơ nha. Hai nè, tác dụng với oxit bazơ là tương tự bên kia nha. Tương tự nha. Vậy cái số 3 là tác dụng với dung dịch bazơ. Và dung dịch bazơ của mình là gồm những nào là KOH nè. Khi nào bạn cần lý luôn nha các bạn, khi nào nè bạn cần đó, khi nào bạn cần lý luôn là tác dụng mấy cái này ha. Bây giờ thầy sẽ viết những cái phương trình mà chúng ta hay gặp đây, ví dụ như CO2 nè cộng với CaOH tất cả hai lần. Nhớ nha, phương trình này hay gặp lắm á, ra chúng ta ra CaCO3 cộng H2O. Rồi CO3 của mình là kết tủa trắng nè. Rồi tiếp theo, CO2 của mình tác dụng với BaOH tất cả hai lần. Chúng ta ra BaCO3 cộng H2O. Này cũng kết tủa trắng luôn nha các bạn. Kết tủa trắng luôn. Rồi. Ví dụ như nếu mà thằng ở đây là thằng CO2 tác dụng với NaOH đi. Thì chúng ta đã ra là Na2CO3 cộng H2O. NaH2 đây. Ok ha. Tiếp theo là CO2 tác dụng với KOH ra K2CO3 cộng H2O cân bằng như thầy K2 2 thêm 2 thầy. Rồi tiếp, giờ mình ví dụ thằng S đi. SO2 cộng với CaOH tất cả hai lần. Rồi chúng ta là CaSO3 này cộng H2O. Thằng này cũng kết tủa trắng luôn nha các bạn. À, ok, nói chung là mình sẽ viết giống nhau nè. À, CO2 đối với tác dụng với hai chất này sẽ giống nhau, rồi CO2 tác dụng với natri kali nó sẽ giống nhau. Rồi ví dụ thằng SO2 tác dụng với thằng BaOH tất cả hai lần là giống nhau luôn nè. Cũng ra là BaSO3 kết tủa trắng cộng H2O. Đấy. Ok nha. Rồi, ví dụ như cho cái phương trình khó hơn đi. Ví dụ như chúng ta ít gặp nè. B2O5 cộng với CaOH tất cả hai lần. Đấy, chúng ta sẽ ra là CaBO4. Rồi thì chỉ B4 của mình là hóa trị 3 nè. Ca hóa trị 2 chúng ta viết chéo là C3 nè, BO4 tất cả hai lần cộng H2O. Rồi, kịp chưa nè. Rồi, này 3 nè, ở này 3, chỗ này thêm 3 cho thầy. Kịp không? Rồi, 3 x 2 là 6, ở đây mới có 2 thêm 3. Rồi, ta đếm lại có đủ chưa? Đếm oxy nè, 5 nè, 5 oxy. 3 x 2 là 6 là 11, ở đây 4 x 2 là 8, 8 x 3 là 11. Ok nha các bạn. Đấy, nói chung là nó hay gặp, chúng ta cứ viết tới viết lui là sẽ biết làm thôi. Rất là dễ nha. Đó, mấy cái phương trình này chúng ta hay gặp nhất nè. À, ví dụ như thằng SO2 đi. SO2 cộng với NaOH. Chúng ta cứ tăng lên này là Na2SO3 cộng H2O. Na2SO3 Na2 nè, 2 chỗ này thêm 2 thầy. 2H, 2H đủ. O3 với 1 là 4. Ở đây có 2O cộng 2O nữa là 4. Xong nha. Đó, như vậy là hôm nay thầy đã tổng hợp các phương trình oxit hay gặp rồi đó. Các bạn coi lại nhé. Rồi ok, nếu thấy video thầy hay thì mình đăng ký, like, chia sẻ giúp thầy nhé. Thầy chào các em. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo.